Chào mừng quý vị đến với chương trình Miền Đông Năng Động. Thưa quý vị, không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, miền Đông Nam Bộ cũng là nơi có nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, nhưng hết sức coi trọng công tác xây dựng đảng, phát triển đảng. Và với cách làm thực chất, các tổ chức đảng trong những doanh nghiệp này đã góp phần quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp. Đó là nội dung chính của chương trình Miền Đông Năng Động ngày hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin miền Đông nổi bật trong những ngày qua. Tính đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phép kinh doanh cho gần 30.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 667.000 tỷ đồng. Con số này tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trước đó, thành phố đã gấp rút triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu và củng cố hạ tầng các khu công nghiệp. Đặc biệt, thành phố đã triển khai khảo sát hàng trăm doanh nghiệp, từ đó kết nối với hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa khởi công xây dựng cầu 6 làn xe, đường dẫn kết nối huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Dự án do tỉnh Bình Dương đầu tư với tổng vốn 370 tỷ đồng. Trước đó, tỉnh Tây Ninh đã khởi công tuyến đường dài gần 13 km kết nối Tây Ninh với cầu và đường dẫn mà tỉnh Bình Dương xây dựng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách từ Tây Ninh tới Bình Dương, sân bay Long Thành và nhiều dự án giao thông trọng điểm khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới đây đã trình Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Dự án xây dựng 7 nút giao liên thông, 13 cầu vượt dòng chảy, 4 cầu vượt đường ngang và 19 cầu đường ngang vượt đường cao tốc với tổng mức đầu tư 19.000 tỷ đồng. Đây là phương án nhằm giảm tải cho quốc lộ 51 vốn ùn tắc trong thời gian qua. Thưa quý vị, những năm qua, cùng với nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, mỗi năm tại Việt Nam có tới hơn 100.000 doanh nghiệp tư nhân mới được thành lập, với số vốn đăng ký mới hơn 1 triệu tỷ đồng. Cùng với đó, đảng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong khu vực kinh tế này. Và ở miền Đông Nam Bộ, đã có những doanh nghiệp ngoài nhà nước đã phát triển đảng một cách thiết thực, tạo ra những chi bộ, đảng bộ hoạt động thực chất, giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Hiện nay trên cả nước, cứ 100 lao động thì 85 người đang làm việc cho khối kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, theo thống kê của Ban Bí thư, tỷ lệ người lao động là đảng viên trong khu vực này chỉ khoảng 0,4%. Đáng nói hơn, trong rất nhiều tổ chức đảng của các doanh nghiệp này, đảng viên chỉ đóng vai trò hành chính, bảo vệ, những vị trí không có tiếng nói thực sự quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ nhất là chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng chưa có nhận thức đầy đủ về cái tầm quan trọng và cái ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng đoàn thể trong doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa, đảng viên trong doanh nghiệp thì không có giữ vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp, cho nên là cũng chưa là hạt nhân chính trị. Này là cái việc khó khăn của cả nước, cả các tỉnh trong toàn quốc, chứ không phải riêng gì tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, tại miền Đông Nam Bộ, vẫn có những doanh nghiệp tư nhân coi phát triển đảng là nhiệm vụ trọng yếu và thiết thực. Để từ đó tìm ra những hướng đi phù hợp, công ty TBS tại Bình Dương là một trong những doanh nghiệp như vậy. Với nhận thức sâu sắc của người đứng đầu công ty về vai trò của tổ chức đảng, ngay từ khi mới thành lập, doanh nghiệp này đã phát triển đảng với định hướng rõ ràng, muốn lãnh đạo phải là đảng viên. Mọi người đều hiểu rõ, như vậy trong cái công ty này, anh như vậy đứng trong cái vai trò của đảng thì anh sẽ đương nhiên được quy hoạch trong những đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty. Chính định hướng rõ ràng đó đã giúp cho người lao động ngay từ khi bước chân vào doanh nghiệp đã hiểu rõ vai trò của tổ chức đảng, và đó cũng là sự khích lệ đầy thiết thực để họ phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng. Khi vào công ty thấy cái hoạt động thực tế của đảng bộ, của các đồng chí đảng viên thì người ta rất là tin tưởng. Từ cái chỗ tin tưởng đó, và khi mà nhìn các đồng chí đảng viên trước được cái nào thì quả thật là được đào tạo, được tiến bộ rõ rệt hơn, thì từ cái đó người ta rất là yên tâm và tin tưởng tự nguyện để mà đi theo hàng ngũ của đảng. Tới nay, công ty TBS đã có tới 200 đảng viên, cũng là những người nắm giữ vị trí quan trọng trong guồng quay sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi rất là thuận tiện
tôi đều vừa là giám đốc nhà máy, vừa là bí thư chi bộ, mà đặc biệt của chúng tôi là đại đa số đảng viên ở trong chi bộ chúng tôi lại là cán bộ chủ chốt trong nhà máy. Do đó từ cái nghị quyết hội đồng quản trị cũng như là nghị quyết của đảng bộ là chúng tôi triển khai đến anh em rất là nhanh. Theo lãnh đạo công ty TBS, việc có một tổ chức đảng vững mạnh, thực chất góp một phần quan trọng trong việc tạo ra doanh thu gần 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bên cạnh đó, uy tín của tổ chức đảng cũng giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và góp phần giữ ổn định ngay cả trong những giai đoạn nhiều biến động nhất. Và cùng với TBS, một số doanh nghiệp lớn khác ở miền Đông như công ty S Furniture hay công ty Sáng Ban Mai cũng phát triển tổ chức đảng theo hướng thực chất, thiết thực và đạt được những thành quả đáng khích lệ. Tới nay, tổ chức đảng đóng vai trò quan trọng trong mức tăng trưởng cao, ổn định từ 20 đến 30% ở công ty S Furniture hay mức tăng trưởng 30% mỗi năm ở công ty máy phát điện Sáng Ban Mai cũng tại Bình Dương. Đó chính là những điểm sáng cần nhân rộng trong công tác phát triển đảng trong khối kinh tế tư nhân ở Đông Nam Bộ. Nhà số 287 / 70 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trước năm 1975 là một trong những cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn dưới sự quản lý của ông Trần Văn Lai, tức Nam Lai. Nơi đây dùng để cất giấu tới hàng tấn vũ khí để chuẩn bị đánh vào Dinh Độc Lập và nhiều điểm khác ở Sài Gòn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Thưa quý vị, Như Quỳnh đang đứng bên cạnh chiếc xe ngày xưa được sử dụng để vận chuyển vũ khí. Và để đảm bảo bí mật thì ông Lai đã bố trí chiếc xe này vào lúc trời nhá nhem tối để có thể vận chuyển vũ khí từ Củ Chi đến nhà. Và từ năm 1966 cho đến năm 1968 thì lực lượng biệt động Sài Gòn đã vận chuyển gần 2 tấn vũ khí gồm các loại đạn và súng để có thể chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Tết Mậu Thân năm 1968. Như Quỳnh thấy là đây là một chiếc xe bán chuyên dụng và ở phía sau xe thì có một cái thùng phi trống. Và theo Như Quỳnh tìm hiểu thì thùng phi này trước đó được dùng để đựng đạn và sẽ để ở lớp dưới. Còn lớp trên mọi người sẽ ngụy trang bằng cách là để các loại nông sản như là cà chua hoặc là các loại rau để tránh địch. Như Quỳnh đang có mặt ở trong hầm đựng vũ khí và Như Quỳnh thấy là diện tích ở trong đây thì không có quá lớn đâu. Bề ngang thì khoảng 2m, dài là 8m, còn cao thì cũng khoảng 2m thôi quý vị. Và ở trong này thì tuy là diện tích không có lớn nhưng mà đã rất là kỳ công để có thể xây dựng được cái hầm đựng vũ khí ở giữa trung tâm thành phố. Quý vị có thể thấy là có những cái lỗ tròn như thế này. Thì đây chính là chỗ để mà thoát thân. Khi mà có biến thì các chiến sĩ sẽ dùng búa đập những cái lỗ này và chúng ta vận chuyển vũ khí ra ngoài. Qua chương trình cũng hy vọng là đã giới thiệu cho quý vị khán giả của truyền hình nhân dân chúng ta được hiểu rõ hơn về các chiến sĩ của lực lượng biệt động Sài Gòn, hiểu rằng là họ đã phải sống, chiến đấu và hy sinh như thế nào. Từ đó thì chúng ta trân quý hơn nền hòa bình độc lập hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình Miền Đông Năng Động cũng xin phép được khép lại. Như Quỳnh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và cũng xin được cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình này.